nhóm thuyết trình bữa nay đã có ở đây chưa? Dạ rồi cô. Rồi mở máy lên đi em. Dạ. Mở lên share lên đi. Share bài ra đi mấy đứa ơi, chia sẻ màn hình lên đi. Rồi cô thấy rồi đó, nhóm làm đi. Cô có thấy chuyển slide không cô? Cô thấy rồi, màn hình hiện lên rồi, cô nghe rõ luôn, nói là nhóm nói đi. Dạ rồi. Hello everybody, my group have four members. Today, group I presents an article called White House says Afghan evacuee wives remain post after measles cases detected among recent arrivals. Maybe we read an article in yellow. Nhóm nói lớn hơn xíu nha. Yeah. Maybe we read an article in yellow. So I will introduce some new vocabulary. We have a word evacuee. Evacuee is now on C1 level. It means a person who is sent away from a place because it is dangerous, especially during a war. Measles is now on C1 level. It means a disease, especially of children, that's causing a high temperature and small respirators that cover the whole body. We have presented Afghan evacuee flies to us suspended after measles cases among recent arrivals. Next, refugee. Refugee is now on B2 level. It means a person who has been forced to leave their country or home because there is a war or for political, religious, or social reasons. The White House on Monday said flights carrying Afghan refugees to the United States. Next, infected.
Infected is adjective on C1 level. It means containing harmful bacteria that cause disease. On those who have been in contact with the infected person as they have been isolated and post-exposure prophylaxis and inoculations are in process. Inoculation is now on C2 level. It means an act of protecting a person or an animal from catching a particular disease by injecting them with a mild form of the disease. Next, we have a word diagnose. Diagnose is birth on C2 level. It means to say exactly what an illness or the cause of problem is. James Pierce said, individuals who have been diagnosed with measles were being housed separately in accordance with public health guidelines. We have last word, chasing. Tracing is now on C1 level. It means a copy of a map drawing that you make by drawing on a piece of transparent paper that you can see through the display on top of it. We have sentient. The CDC has begun contact tracing. Mình đã giới thiệu xong những cái từ mới và mình sẽ tóm tắt cái bài báo. Nó làm bài báo nói về những cái chuyến bay di tản của người Afghanistan bị tạm ngưng ít nhất là 7 ngày bởi vì xuất hiện một cái căn bệnh, đó là bệnh sởi. Thì bệnh sởi rất là dễ lây lan và những người mà chẩn đoán là mắc bệnh sởi thì sẽ được chăm sóc theo hướng dẫn y tế và y tế cộng đồng và sẽ được tiêm chủng. Đó là nội dung của bài báo mà mình vừa mới chia sẻ. Bây giờ thì mình sẽ vào Zalo để mình làm bài. Bây giờ mình sẽ gửi vào Zalo và mấy bạn có 10 phút để làm bài nha. Nhớ 8 phút là báo cho các bạn nha. Báo cho lớp là sắp hết giờ. Cô, cái trang của em vô xong rồi nó cứ bắt đăng nhập cái gì ấy. Em chưa có làm bài được không cô? Em cũng vì vậy đó cô. À, của mình cũng vậy nhóm ơi. Ôi, vậy là coi chừng là nhóm đang chưa có cấp quyền cho các bạn để vô rồi đó. Dạ. Xin nhóm bạn thêm thời gian đó cô, tại vì bọn em phải đăng nhập vô lại cái email của bọn em nên hơi tốn thời gian một xíu. Ok rồi cộng, chừng nào các bạn vô được các bạn báo với cô.
Vô được chưa lớp ơi? Dạ chưa cô ơi, đợi xí. Mọi người ơi, mọi người đã vào được chưa? Mình mới vào được rồi. Còn ai chưa vào được không bạn? Vậy bây giờ mình bắt đầu tính giờ nhé.
phút để làm nữa nha. Mọi người đến lượt bài chưa? Mình đóng nha. Dạ cô ơi. Cô ơi cô. Xong rồi đúng không? Dạ cô. Rồi, chút xíu nữa là lớp sẽ nhóm sẽ gửi lên trên cái channel mới nha. Dạ. Cuối giờ học rồi hãy gửi cái answer key. Dạ. Bây giờ để là học trước cái đã. Rồi ok. Cô ơi cô, cô cho em ra nha cô. Hôm bữa trước là nhóm mình học tới đâu rồi nhóm ơi? Lớp mình học tới đâu rồi? Alo, bạn nào trả lời giùm cô với. Unit 2 á cô. Qua unit 2 mình đã đọc, mình đã làm soạn cái từ vựng của unit 2 chưa? Chưa. Bắt đầu từ đầu luôn phải không? Rồi ok. What is the difference between work and fun? Có một cái sự khác biệt gì giữa làm việc và vui chơi không? À, những cái câu trả lời này thì các bạn tự ở nhà chuẩn bị trước ha, để mà mình có cái idea để khi mà các bạn học nói nâng cao hoặc là học viết thì các bạn sẽ có cái idea. Unit objective. Luôn luôn các bạn phải coi cái objective nha, là cái mục tiêu của cái bài này là mình sẽ làm cái gì, cứ giống như là cái định hướng ngay từ ban đầu á. Read an article from the New York Times magazine. Mình sẽ đọc một cái bài báo từ cái tạp chí New York Times. And an article from Black Belt magazine. Và một cái tạp chí khác từ một cái article khác từ tạp chí Black Belt. Mình phải thu thập thông tin và idea để mà develop an argumentative essay, để viết được một cái bài essay về cái dạng tranh luận đó. Thì không biết ở đây có bạn nào học cái môn viết nâng cao không?
Nếu mà các bạn học có học viết nâng cao thì các bạn sẽ học viết cái bài argumentative essay này. Cái phần reading chỉ là cái phần input, phần đầu vào về idea, về vocabulary để cho các bạn sẽ tạo ra cái sản phẩm đầu ra là cái bài viết thôi. Và người ta kết hợp song song giữa hai kỹ năng như vậy ha. Còn bạn nào mà có học viết nữa, viết nâng cao thì chú ý thật là kỹ. Còn bạn nào không thì mình chỉ dừng lại ở bài đọc thôi cũng được. Rồi, cái này thì đây là những cái từ vựng trong cái phần video. Mình sẽ không có xem cái video này á, mình cũng không đủ thời gian. Mà các bạn nào mà có cái mua cái sách gốc á, thì có cái code thì các bạn lên đó, các bạn mở, các bạn tự xem cái video trên web ha. Còn nhưng các bạn phải nắm được những từ vựng ở đây, tại vì từ vựng đã lọc ra sẵn rồi, đã in lên trên sách rồi, có nghĩa là những từ này cực kỳ quan trọng. Và các bạn phải biết khi mà đi thi soạn đề thi cho các bạn đó, thì những cái từ vựng nào mà xuất hiện ở đây là chắc chắn là sẽ có ra. Còn có những cái từ vựng khác nữa, các bạn mua sách rồi thì các bạn có cái code rồi, thì trên online á, cuối mỗi một cái bài thì người ta sẽ có thêm cái phần từ vựng cho các bạn, thì các bạn phải làm những cái bài tập online trên đó, học những cái từ vựng của từng bài như vậy. Bởi vì khi ra thi thì người giáo viên á sẽ lấy từ trong những cái từ xuất hiện ở trên trang sách và xuất hiện trong phần bài tập online của cái unit đó. Cho nên nếu bạn nào không xài cái Q online practice, không mua code, không mua sách, không có code, không thực hành online, thì khi đi thi sẽ có những từ các bạn không thấy. Mà trong khi có những đứa nó mua code, nó làm bài tập ở trên đó rồi, thì nó sẽ biết những cái từ đó rồi. Thì cũng liên quan đến những chủ đề này thôi, nhưng mà những cái từ đó nó không xuất hiện trên mặt giấy mà lại xuất hiện ở trong bài tập online. Landscaper, living up, splur. Bây giờ hỏi thử ha. Hỏi thử một vài bạn coi ở nhà có tra cái này chưa. Chờ cô để cô lấy cái danh sách của lớp mình cái ra. Rồi, bây giờ các bạn nào cho cô biết một cái phần từ ở trong cái video này, từ nào các bạn biết rồi, từ nào chưa, mà nó nghĩa là gì nè? Nguyễn Lê Thùy Trang Composition, ở đây có nghĩa là gì đây Thùy Trang? Không có đây ha. Nguyễn Thị Thu Trang. Alo, cô có nghe con nói, con nghe con nói không cô? Nghe, cô nghe. Dạ, composition có nghĩa là cái nghệ thuật phổ nhạc. Ủa sao kỳ vậy ta? À, chờ cô chút xíu. Sao cứ mỗi lần cô, hôm nay cô share bằng cái chế độ gì mà nó lại Windows nó lại biến mất cái gì? Chờ cô chút xíu. Ok. Rồi, Trang ơi, composition là gì Trang?
Musician ở đây nghĩa là nghệ thuật phổ nhạc. No, no, phải nghệ thuật phổ nhạc. Pieces of art. Đây có cái nghĩa sẵn nè em. Pieces of art có nghĩa là gì? Nghệ thuật. Không phải rồi, một bạn khác. Trương Trần Mỹ Tiên. Dạ cô, cái đầu tiên là sáng tác. Có nghĩa sẵn ở đây mà mấy đứa. Pieces of art có nghĩa là gì? Ba từ này, pieces of art. Tác phẩm. Đúng rồi, một cái tác phẩm nghệ thuật bình thường á. Thì mình hay nhớ, mình hay nghĩ đến nó là nó liên quan đến cái chuyện âm nhạc không à. Là compose, động từ compose là sáng tác đúng không? Thì composer là nhà soạn nhạc. Thì các bạn lại hay nghĩ là nó liên quan đến cái chuyện nhạc không à. Nhưng mà thật ra ngoài cái chuyện music ra, nó còn liên quan đến art là rộng hơn. Nó là một cái tác phẩm nghệ thuật, nó rộng hơn là nhạc ha. Rồi, jammed thì cái này để coi các bạn coi nè, là nó từ loại của nó là cái level của nó. Cô chưa share màn hình hả cô? Oh, hôm nay nó bị làm sao vậy ta? Nãy giờ nó cứ bị rối. Share thì lúc được lúc không. Nó cứ chạy lên cái mà cô. Rồi, ok. Jammed. Thì cái này thì đơn giản rồi ha. Very full crowded. Ồn ào đông đúc. Thì các bạn thấy nếu như mình dùng cái từ mà ở cái mức độ cơ bản á, thì mình sẽ dùng là very full hoặc là crowded hoặc là busy. Đường phố rất là ồn ào đông đúc. Nhưng mà cái từ đó cấp độ sẽ rất là thấp. Thì người ta sẽ dùng cái cấp độ cao hơn là jammed. Landscaper. Someone who improves the appearance of an area of land by changing the design and planting trees, flower, landscape engineer. Có một cái nghề, cái công việc là cái nghề thiết kế cảnh quan đó. Bên mình thì ví dụ như làm một cái ngôi nhà thì cái người thiết kế kiến trúc đó, họ sẽ làm hết từ trong ra ngoài, cả phần thô, phần cứng, phần thiết kế sân vườn thì họ làm hết. Nhưng mà ở phương Tây thì nó chia ra cái mảng khác nhau nữa. Cái người mà xây dựng cái ngôi nhà là khác, cái người thiết kế nội thất là khác, và cái người thiết kế cái sân vườn bên ngoài, cái cảnh quan bên ngoài lại là với cái nhóm người khác nữa. Nếu thật sự muốn tách bạch ra thì nó có những công việc nó riêng biệt như vậy đó. Thì những cái người làm bên ngoài đó là landscaper. Liven up something to make something more interesting, more exciting. For example, the cinema has livened up our neighborhood. Cái rạp chiếu bóng đã làm cho cái khu phố của chúng tôi nó sống động hơn hẳn, tức là cái khu phố từ trước giờ chẳng có chuyện gì để entertainment hết. Bây giờ có một cái cinema nó xuất hiện, một cái rạp chiếu phim xuất hiện là nó làm sáng cả, dân chung quanh là cứ bu về đó để mà giải trí, thì cái đó nó là một cái điểm sáng của khu vực. Hoặc là cái gì đó mà làm cho make something more interesting, more exciting, more attractive thì nó gọi là liven up. Rồi splurred, động từ này là mô tả được nhiều cái thói quen của người tiêu dùng lắm nè. Spend a lot of money on something that you do not really need, tức là tiêu xài hoang phí, tiêu xài mua những cái mà về mình không có xài. Mình hay mua online những cái mà giao hàng xong rồi về em thấy xài lần nào á, là cái kiểu splurge. Thì những từ này các bạn cũng phải coi nha. Chứ để mà mốt đi thi tự nhiên cho một cái từ splurge ở đây, nó lại không biết nó là cái gì. Thì về coi lại, trong khi những đứa khác nó coi nó biết, thì mình sẽ rất là tiếc mình mất điểm cái phần điểm từ vựng. Rồi, cái bài này, cái phần này thì nó dành cho speaking nhiều hơn. Thì nhìn những cái này thì các bạn nghĩ là nó fun or work. Tùy thuộc vào cái hoàn cảnh là mình nhìn vào mình cũng thấy được cái gì đâu. Ví dụ như cái nhìn cái bức này mình nói là it's kind of fun.
giống như đi chụp hình chơi vậy đó, nhưng mà thật ra maybe he is working, có thể là anh này đang làm việc, đang chụp hình để lấy tiền, để kiếm tiền. Nghề của anh này là thợ chụp hình. Chứ vậy thì mình nhìn vô đây mình cũng không biết nữa, cái ranh giới the border between fun and work is blur. Hey, let's buy flavor. Cái bài này thì khá là chua ha, khá là khó đọc. So we have some new words here. 12 words, 12 từ, 12 cụm từ. Rồi, có chuẩn bị chưa? Có coi cái 12 cụm từ đó chưa? Có cô ơi. Rồi, chấm thì hỏi nha. Bùi Thanh Trúc, the first one. Dạ cô, em mất cô bạn Trúc bị hư cô. Rồi vậy thôi em trả lời thế bạn Trúc luôn đi. The first word. Dạ cô là đọc từ vựng lên hả cô? Đúng rồi, đọc từ vựng và nói nghĩa của nó ra cái gì? Dạ cô là từ đầu là boom. Boom. Có nghĩa là sự gia tăng. Cái sự gia tăng nữa, nếu mà nói gia tăng thì cũng chưa có thấy được cái mức độ của nó nữa, mà boom đây, sudden period, sudden một cái gì đó mà nó rất là đột ngột, growth là sự phát triển đúng không, nhưng mà rất là sudden, rất là đột ngột thì cái này nó gọi giống như là boom là cái sự bùng nổ. Hồi xưa có một cái giai đoạn là gọi là cái thời kỳ là baby boom. Cái giai đoạn đó em bé ra đời rất là nhiều, là cái giai đoạn mà sau chiến tranh thế giới á, thì là những cái người nam như nam giới người ta đi ra chiến trường về suốt một cái thời gian dài mấy năm trời đi chiến đấu, thì đến lúc mình là hết chiến tranh hòa bình trở lại thì người ta trở về nhà, thì bắt đầu lúc này là mới bắt đầu sản sinh ra em bé, thì 9-10 tháng sau là sẽ có một đợt em bé ra đời rất là nhiều luôn. Thì cái giai đoạn đó, những em bé ra đời trong giai đoạn đó, người ta gọi là giai đoạn baby boom, sự bùng nổ gia tăng một cách đột ngột về số lượng em bé. Thì đây cũng vậy, về kinh tế cũng vậy, cái gì đó một cái sự bùng nổ nó gia tăng mà đột ngột, mà nó gia tăng mạnh thì mới gọi là boom. Còn nếu không thì người ta đã dùng increase bình thường rồi ha. Next, Trần Đỗ Thanh Vi. Dạ con Concisus. No, nhìn vào cái phiên âm cô để sẵn đây nè. Con nè. Census. À, consensus. Sus. Phía cuối là phải có một cái một cái âm cuối cùng nữa. Consensus. Dạ, thưa cô là sự đồng lòng, đồng tâm, nhất trí. À, một cái quan điểm chung, một cái sự đồng thuận, consensus. Next, Bùi Thị Bích Tiên. Dạ thưa cô là entrate in something, có nghĩa là tham gia vào. À thì các bạn thấy là bình thường mình hay nói là take part in or participate in or join in, tham gia vào cái gì đó là những từ mình thường hay dùng, take part in, participate in, join in. Thì mình có một cái từ cao cấp hơn rất là nhiều, nó lên đến C2 luôn, engage in something. Thì nếu mà khi các bạn viết, môn viết nâng cao thì các bạn phải dùng những cái từ vựng như thế này các bạn mới ăn điểm được. Ok, next, Lê Minh Tú. Dạ. Dạ cô. Và tiếp đi em, từ kế tiếp, mỗi lần gọi một bảng là từ kế tiếp. Dạ, incentive. Từ bên trên em chưa mà. Dạ, dạ, area, có nghĩa là khuyến khích. Trời ơi, giờ này học nôn đọc nâng cao rồi, năm mấy rồi mà còn đọc là area. Từ đó đọc làm sao? Area. Area, gray area. Nó có nghĩa là gì? Cô là một cái khu vực hỗn độn.
situation that is not clear, where the rules are not known. Tức là mình phân biệt hai cái đó mà cái ranh giới của nó không có rõ ràng, không có một cái sự phân biệt gì rõ ràng, không cũng không có quy tắc gì rõ ràng áp dụng lên cái khu vực đó, cái lĩnh vực đó, cái tình huống mà nó hơi mơ hồ, hoặc là cái ranh giới giữa cái gì đó, giữa hai cái gì đó mà nó không có rõ ràng thì gọi là gray area, tình huống không rõ ràng. Rồi tiếp Mai Trinh. Dạ, cô là incentive. Trời, cô đã bày nghĩa sẵn cho mấy đứa ở đây luôn nè, để sẵn ở đây luôn, không tra rồi bây giờ. Có em mà cũng coi luôn đi đó. Thôi xin trả lời cho cô Nguyễn đang thì cho em nhìn cô gọi mà biết. Ok. Là incentive là khuyến khích. Là danh từ em chứ không phải là động từ, mà là khuyến khích. Đây danh từ. Nào. Sự khuyến khích. À, cái sự khuyến khích, cái sự khích lệ, cái gì đó mà động viên người ta làm cái việc gì đó thì gọi là incentive. Cái sự khuyến khích, cái sự khích lệ, cái sự động viên. Next. Đoàn Thị Bích Ngọc. Thưa cô là labor, thưa cô là lao động chân tay. Kế tiếp Họa Mi. Cô là menial. Đâu? Laser, các bạn không nhìn thấy cái phần trên hả? Dạ thưa cô là laser, là thời gian rỗi ạ. Ừ, từ này thì chỉ có B1 thôi. Thật ra người ta đưa vô đây cũng không biết làm gì luôn đó. Quá quen rồi ha, leisure activities. Những cái hoạt động mình làm trong thời gian rảnh rỗi, mình cảm thấy mình vui thích với những cái hoạt động đó. Next, Thảo Nguyên. Meal, it means công việc cho người hầu làm. Nghe có vẻ rất là phong kiến, rất là lui ngược về mấy thế kỷ trước. Công việc cho người hầu làm, không phải. Trong bài của mình nó không có đó. Bây giờ em đọc lại nè, em đọc cái định nghĩa coi nè, dịch cho cô cái định nghĩa. Describing work that is boring but you feel gì đó. Nguyên cái dòng này coi nè, rồi dịch luôn hai cái ví dụ phía dưới coi. Công việc mà nhàm chán mà và nó có giá trị xã hội rất là thấp. Những công việc mà cái kêu bằng tủng mũng, làm không có được bao nhiêu tiền hết trơn á, vừa buồn tẻ mà vừa mệt mỏi mà lại không có kiếm được nhiều tiền thì gọi là menial. Đó, bây giờ coi nè, coi cái ví dụ nè. It's fairly menial work such as washing dishes and learning floors. Đó thật sự là những công việc nó tủng mũng, nó vụn vặt á, kiểu như rửa chén, lau nhà, menial job, menial task. Rồi, còn cái từ respectively. Respectively thì chắc cũng biết rồi ha. Respectively là gì đây? Trần Nhiên. À, lần lượt theo thứ tự tương ứng. Nghĩa là phía trước mình nói là nhìn cái ví dụ nè. Lizzie và Sarah là hai cô. Rồi về vị trí thứ nhất và thứ ba. Như vậy một cách tương ứng có nghĩa là Lizzie là thứ nhất còn Sarah là thứ ba. Ví dụ mình nói ba người, bạn Nhiên, bạn My, bạn Lê là 18 tuổi, 19 tuổi, 20 tuổi respectively theo thứ tự, thì có nghĩa là đứa đầu tiên là 18, đứa thứ hai là 19, đứa thứ ba là 20. Khi diễn tả một loạt 2 đến 3 đến 4
cái đặc điểm của ba bốn đối tượng nào đó thì người ta hay dùng cái từ respectively nào, tương ứng. Rồi đây có một vài cái cụm mà hơi khó nhằn một tí xíu nè các bạn. Lê Võ Hoàng An. Dạ thưa cô, là the going rate là giá hiện hành. À, giá hiện hành. Ví dụ như em cho cô một cái ví dụ thử coi. Làm sao để mà giải thích, nói sao cho các bạn hiểu là cái giá hiện hành là sao? Ví dụ như là mức giá của xăng hiện nay là bao nhiêu đó? Goods or service at a particular time, đúng rồi, cái giá xăng hiện giờ là bao nhiêu, hoặc là bây giờ cái giá lao động tay chân, hoặc là cái giá đi làm gia sư là khoảng bao nhiêu đó, hoặc là cái giá đi dạy kèm tiếng, đi dạy tiếng Anh ở trung tâm, các bạn sinh viên hay đi dạy thì các bạn sẽ được tính là khoảng là 80.000 cho đến 100.000 một tiết. Xong rồi các bạn sẽ nói là ô, tao mới vừa tìm được cái trung tâm này nè, họ trả cao hơn cái giá hiện hành. Tức là thấy cả những bạn trong nhóm của mình đều đi dạy với cái giá là 80, mà mình kiếm được một cái chỗ mà họ trả được là 100.000 một tiết, thì mình mới nói là ô, tao mới vừa kiếm được một cái chỗ mà they pay slightly more than the going rate. Chỗ này họ trả cao hơn giá hiện hành một chút, cái giá chung một chút. Rồi từ Tường Duy. Thái Thanh Tường Duy. Đã mất tiền rồi không thấy ha. Trần Thị Cẩm Hương. Không có luôn phải không? Võ Anh Kha. Dạ Cẩm Hương có luôn. Rồi Cẩm Hương. Thật cái tiếp hơn. Cô là quý vị. Từ này em từ giữa nè. Cô là Là gì đây? Cô từ này là sát xuất. Sát xuất. Cái khả năng xảy ra cái sát xuất. Bây giờ em dịch cho cô cái câu ví dụ ở đây đi. If you drive a car on your life. Câu này nếu bạn lái ô tô cả đời thì chắc chắn là bạn sẽ gặp tai nạn vào một chút nào đó. Thì chắc chắn là cái khả năng xảy ra là sẽ có khả năng là bạn sẽ phải gây ra tai nạn vào một lúc nào đó. Rồi từ cuối cùng, Hà Thị Ngọc Linh. Ngọc Linh không có ha. Trúc Hạ. Dạ thưa cô là thriving là đạt được. Không phải là đạt được rồi. Trần Thị Lan Anh. Dạ cô. Thriving có nghĩa là gì? Dạ, cái từ này có nghĩa là thành công ạ. Thriving là phát triển rất là nhanh, phát triển vượt bậc. Thriving đang trên cái đà phát triển. Thrive động từ to thrive là phát triển. Vậy là thriving economy nó chuyển thành tính từ thriving. Một cái nền kinh tế phát triển nhanh chẳng hạn. Thriving là phát triển ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại cái phần từ vựng, những cái câu bài tập từ vựng ở dưới này nha. Rồi câu số 1 nghĩa là gì đây? Mình sẽ dịch nghĩa rồi mình sẽ chọn luôn ha. Rồi câu số 1, Yến Thị Lan Anh.
Yến thì Lan Anh không có ha. Lê Thúy Cẩn. Là có số một biết gì gây cẩn rồi. Dạ, số một là dịch nguyên câu hả con? Đúng rồi em. Dạ. Khi một hoạt động trở nên phổ biến, thiết bị cho hoạt động đó thường có doanh số bán hàng bùng nổ. Ừ. Chọn câu B. Cho câu A. Câu A bùng là giống như là cái đợt hiện giờ nè, là đang học online. Các bé phổ thông là học 1, cấp 1, 2, 3 đều học online hết. Thì bây giờ ba cái thiết bị điện tử từ điện thoại cho đến máy tính bảng cho đến máy tính, nó trở nên cực kỳ phổ biến. Hồi trước giờ phổ biến rồi nhưng mà hiện giờ là trở nên cực kỳ phổ biến. Như vậy thì đang có một cái boom in the sale of electronic devices. Có một sự bùng nổ về doanh số bán hàng của các cái mảng đó. Number 2, Phan Thị Tiểu Hảo. Dạ có. People who engage in gathering often form groups to share their beliefs and gathering tools with each other. Em chọn câu C là participate in. Rồi, nghĩa là gì đây? Thưa cô, là những người mà tham gia làm vườn thường hình thành một nhóm để chia sẻ những cây cối, để chia sẻ cây cối và việc và cái công cụ làm vườn của họ với người khác. Những người làm vườn thì thường tham gia thành lập những cái nhóm chứ không phải là một nhóm nha. Những cái số ít số nhiều này nó rất là quan trọng khi mà các bạn đi phiên dịch, cho nên là chú ý cho kỹ, đừng có người ta nhiều nhóm mà các bạn dịch thành có một nhóm, hoặc là một nhóm các bạn lại dịch ngược thành nhiều nhóm, tạo thành những cái nhóm mà chia sẻ giống cây, cây giống và chia sẻ cây với nhau và chia sẻ thiết bị làm vườn với nhau. Number 3, Phạm Thị Huệ. Dạ, câu 3 em chọn là câu B ạ. My sister needs knitting store is thriving because every knitter in town buys supplies there. Có nghĩa là cửa hàng đan của chị tôi thì rất là thịnh vượng bởi vì những cái người mà đan ở trong thành phố thì đều mua vật liệu ở đó. Okay. Number 4, Hà Thị Ngọc Linh. Cô ơi, cái mic của bạn Linh nó bị khóa lại, không có mở được đó cô. Rồi, bây giờ em trả lời luôn câu số 4. Dạ, câu số 4 là câu A. Anh ấy không cho rằng cái việc tự làm đồ nội thất là công, bởi vì anh ấy thích thú với điều đó. Là một cái việc nặng nhọc, hard work, không phải là chân tay. Mà là nặng nhọc, bởi vì ngay cả cái việc bằng giấy nhưng mà làm với một cái tốc độ, cái cường độ căng thẳng, long hours rồi overloaded thì cũng vẫn gọi là hard work, chứ không nhất thiết phải là chân tay thì mới gọi là hard work. Number 5, Hồ Thị Hương. Dạ có em ạ. Cô là gardening, cooking and knitting used to be considered menial tasks, but they are now expensive hobbies for many people. Cô là làm vườn, nấu ăn. This whole đã. Story. Đã. Cô là làm vườn, nấu ăn và đang gì từng được cân nhắc là những công việc vụn vặt, nhưng mà bây giờ thì nó trở thành một cái sở thích của rất nhiều người. À, một sở thích đắt đỏ. Đáp án là B. Bạn đọc hai từ nha, knitting với lại là menial, với là manual, knitting và menial. Number 6. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt.
Yes. Em chọn B à? Although we know how many hours Americans work each week, we still don't know how much leisure time they have. Mặc dù chúng ta biết bao nhiêu giờ người Mỹ làm việc mỗi tuần, nhưng mà chúng ta vẫn không biết bao nhiêu cái thời gian rảnh mà họ có. Như vậy thì mình dịch cho nó suông lại, nhưng mà chúng ta vẫn không biết là họ có bao nhiêu thời gian rảnh. Rồi, number 7, Ngô Quang Như Quỳnh. Em chọn câu A. People pursue so many different hobbies that there is little consensus about the best way to spend free time. Mọi người theo đuổi nhiều sở thích khác nhau đến nỗi có rất ít sự đồng thuận về cách tốt nhất để dành thời gian rảnh rỗi. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ quay trở lại cái bài nha. Bài này thì các bạn thấy có khó không? Khi mà dịch thấy có khó không? Freakonomics ở đây. Đọc cái phần giới thiệu nè các bạn. Left bike labor. The $140 homemade scarf, lead bike. What does it mean, lead bike? What does it mean? Dương như phương gì ấy nhỉ? Có một cái bạn tên gì đây? Dương như phương. Ủa bên trong này nó còn chữ gì không nữa? Có. Em là tên là Dương Như Phương là hết chưa? Hay còn cái chữ gì phía dưới nữa? Là không ạ, Dương Như Phương ạ. Tại vì trong cái bảng Excel cô chụp ra nó nhỏ nhỏ mà cô thấy nó hai hàng phía dưới nó còn gì nữa, tưởng nó còn chữ nữa. Ok, sorry. Ok, lead bike, what does it mean, lead bike labor? Là cô là lead bike là cái ung dung ạ. Lead bike labor có nghĩa là sao? Labor. Mình giải hiểu sao là được. Làm sao cho dễ hiểu. Các bạn nào có cách gì khác cho cái tựa tiêu đề của mình không? Lab back là có nghĩa là cái gì rất là relax, thì bạn dịch là ung dung là cũng được, cũng đúng. Tức là, nhưng mà bây giờ gắn lại với chữ labor nữa, dịch là nhau. Công việc nhàn rỗi được không cô? Không, công việc nhàn rỗi thì nó lại là công việc nhàn rỗi có nghĩa là cái lúc mình rảnh thì mình làm, còn lúc mình bận thì mình không làm cũng được. Công việc nhàn rỗi làm lúc nó nhàn, công việc nhàn rỗi thuốc không? Tiêu khiển. Không, thuốc tiêu khiển quá. Thì nó đi qua đến chữ labor. Tại vì labor đây là lại có yếu tố làm việc. Labor là yếu tố là thư giãn chơi, nhưng mà labor thì lại là làm việc. Bây giờ kết hợp hai cái từ này lại thì kiểu là công việc nhàn rỗi thì cũng được. Công việc rồi lao động tự do đúng không? Lao động tự do chưa chắc nha. Lao động tự do nhiều khi là hả là khổ gần chết luôn á, làm cực gần chết luôn á, chứ không phải sung sướng đâu. Thì nó lại không có cái ý là lép bách. Tự do có nghĩa là không cố định thôi, chứ còn ở đây là cái từ lát tách thì nó lại nói là cái sự mà thoải mái, dễ chịu trong khi làm việc. Mình vừa làm nhưng mà vẫn cảm giác vui ở trong đó, chứ không phải làm mà làm chỉ vì tiền. Công việc nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng thì cũng chưa hẳn, nhẹ là nhẹ nhưng mà mình có thích nó hay không? Thì nói nhẹ là chỉ nói đến cái mức độ là cái công việc đó nó không có khó khăn, nhưng mà chưa chắc mình đã thích, mình lại cảm thấy nó chán cũng không chừng nữa, thì nó không thể hiện được cái ý là lát phát. Bây giờ mình sẽ xem cả bài luôn để coi mình coi có quay lên dịch được cái gì mà nó khác không nha. You are going to read an article from the column. Column là cái mục. Trên một cái tờ báo thì nó sẽ có những cái mục đó các bạn. Mục gì? Mục tư vấn tâm lý, mục
chính trị hay là một góc cửa sổ tâm hồn cái gì đó, góc bồ câu, anh bồ câu trả lời tư vấn tâm lý, hay là một cái column, là cái mục là thông báo tang sự, tin buồn chẳng hạn, thì những cái đó gọi là column. Freakonomics in the New York Times Magazine, đọc một cái bài trong cái mục Freakonomics ở New York Times Magazine. Có bạn nào đi tìm hiểu xem Freakonomics này là cái gì chưa? Bạn nào tìm hiểu rồi nói cô nghe thử xem Freakonomics, tại sao cái mục đó nó có tên đó. Cô, Freakonomics đó, theo nghĩa thì nó là kinh tế học hài hước. Thì em nghĩ là nó sẽ, nó như kiểu là một cái góc nhìn hài hước về cái kinh tế, về cái những cái vấn đề liên quan tới kinh tế. Mà ở đây nó ghép lại từ từ gì với từ gì? Từ freak với economic, giống như là từ economic á, từ freak với từ economic đúng không cô? À, freak không là gì? Freak nó kiểu là kỳ quặc. Những cái điều khác thường, những cái điều mà lạ thường, những cái điều mà kỳ lạ, nó nghịch lý. Rồi economics là kinh tế ha, như vậy thì người ta ghép lại thành cái từ này. It was written, cái mục này nè, nó được viết bởi cái bài báo này nè, cái article này nè, nó được viết bởi Stephen Dubner and Stephen Levitt. Là tác giả, là hai cái người này là đồng tác giả của cái series nổi tiếng, cái series sách nổi tiếng là Freakonomics. Sau đó thì người ta lấy cái tên Freakonomics này, người ta đặt cho cái column của tờ báo này luôn. Và nó bàn về cái gì? Cái bài báo này nó nói về cái gì đây? Cái main idea của nó là cái gì? How to define work and fun. Làm cách nào để định nghĩa được work, xác định được work, làm việc và vui chơi. Hai cái này ranh giới của nó rất là, nhiều khi bạn nghĩ là đơn giản nhưng mà nếu mà ngồi xét ra thì có khi lại rất phức tạp. Nhưng mà thì làm sao, how to define, define nghĩa là xác định, tìm ra được cái định nghĩa của nó, cho nên mình có danh từ là definition đó. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển xuống cái bài đọc nha. Đoạn số 1. Bùi Thị Bích Tiên. Dạ có. Dạ em dịch luôn nha con. Là vào cuối thế kỷ 19 thì cái sản xuất Pierro là một trong những cái công ty lớn nhất của thành phố New York. Với các ngành nghề, mọi gia đình ở Mỹ thì sẽ có tư tưởng đúng đắn. Nó dường như là muốn lắp đầy ngôi nhà của chúng bằng âm nhạc và sự ra đời của máy nghe nhạc. Piano là cỗ máy không yêu cầu tài năng đã điều khiển bùng nổ hơn nữa. Cho đến những năm 1920 thì có khoảng 300.000 cây đàn piano đang được bán ở Hoa Kỳ và khoảng 2/3 trong số họ biết chơi đàn piano. Bạn còn nhiều, rất là nhiều điểm mà nó chưa có được chính xác nha. The city's largest industry. Industry này nãy bạn nhìn là công ty đúng không? Không phải, nó là ngành nghề, cái ngành công nghiệp. Cái nghề sản xuất piano là một trong những cái ngành lớn nhất của New York, của thành phố New York hồi đó. Cái ngành công nghiệp sản xuất đàn, cái ngành sản xuất đàn thì industry là ngành, chứ không phải là công ty ha. Every right-minded, hồi nãy em dịch right-minded là cái gì đó, bạn gì cô quên tên rồi, Tích Tiên phải không? Right-minded nãy em dịch là gì Tiên? Bạn vừa rồi á, right-minded. À, em dịch là tư tưởng đúng đắn. Có vẻ như là tất cả những cái gia đình người Mỹ mà bình thường có suy nghĩ bình thường á,
bình thường có nghĩa là không có gì khác thường là đã đúng đắn rồi đó. Tất cả những cái có it seem, mấy cái mà nó nhỏ nhỏ mà nó bỏ vô chính giữa này nè, là các bạn mang ra ngoài đầu, các bạn dịch đi nó dễ hơn. Ví dụ như là however hay là for example, hoặc là he said, he, she said gì đó, mà nó bỏ vào giữa, mang ra ngoài đầu. Có vẻ như là tất cả các gia đình bình thường ở Mỹ đều muốn to feel its home. Thì mình không dịch cái từ it là nó, mà it này là chỉ ai? Chỉ American family. Vậy là đang chỉ con người đấy chứ. Chị thì muốn làm cho căn nhà của họ có được có âm nhạc, muốn làm cho căn nhà của họ có tiếng của âm nhạc, có được lấp đầy bởi âm thanh đó, là làm cho nhà của họ có những âm thanh của âm nhạc. Và the advent, sự phát minh ra player piano là gì? Hồi nãy em dịch chỗ này là gì? Player piano cô là người chơi đàn. Sao người chơi đàn được, không có chịu coi bài từ vựng gì hết trơn vậy? Player piano, người ta cứ ghi số 1 ở đây nè. Ghi số 1 có nghĩa là sẽ có phần giải thích từ vựng ở dưới. Player piano là cái gì đây? Piano that can play automatically là gì? Cái đàn tự động. À, đàn tự động, tức là cái đàn mà tự nó chơi tự động, mình không có cần phải học đàn, mình vẫn có thể ngồi lên mình bấm được, để tự nó phát luôn cũng được, còn mình nhảy lên mình bấm cũng được mà không cần biết gì hết là nó cũng tự hướng dẫn. Nói chung là cái đàn tự động đó, a music making machine, là một cái máy. Music making machine là một cái máy tạo ra âm nhạc. That required, mà required general talent, mà không đòi hỏi tài năng của bạn, không đòi hỏi bạn phải có tài năng, tức là cái máy này nó đòi hỏi tài năng ở mức zero. Vậy thì mình dịch ngược lại là mà không đòi hỏi bạn phải có tài năng. Đã drove the boom, thì động từ drove ở đây là gì đây? Dẫn tới cái sự bùng nổ, thậm chí là còn further, tức là hồi xưa thế kỷ 19 là cái ngành sản xuất piano là đã phát triển rồi, người ta đã muốn nhà của họ có âm nhạc rồi. Nhưng mà từ khi mà có thêm cái cây piano tự động á, là người ta càng mua nhiều hơn nữa. Hồi xưa muốn mua là phải biết chơi, nếu mà thích thì phải đi học. Còn sau này có cái cây này rồi, không cần phải biết chơi nữa cũng vẫn có nhạc được, cho nên là người ta càng mua nhiều hơn nữa. Rồi, từ năm đến năm 1920 thì chữ xong ở đây là gì đây em? Và khoảng, từ sum ở đây là khoảng đó nha. Rồi khoảng khoảng 300.000 cây piano đã được bán, và roughly là khoảng, cũng là khoảng nữa nè, sum cũng là khoảng nè, roughly cũng là khoảng, approximately cũng là khoảng nè. Khoảng 2/3 số đó là piano tự động, tức là 300.000 cây piano, nhưng mà trong số đó 2/3 là piano tự động, chỉ có 1/3 là piano truyền thống, tức là piano mà người chơi phải biết chơi đàn hả? Các bạn dịch câu cú cẩn thận lại một chút xíu. Cô biết là cái bài này nó cũng, những cái bài ở cái cấp độ này là nó cũng khó, nhưng mà cố gắng sắp xếp sao cho nó chính xác ý tưởng lại chút xíu từ ngữ. Đoạn số 2, có bạn nào xung phong không? Nãy giờ có bạn nào cũng chưa gọi cái gì không ta? Vũ Thị Thu Cúc. Cô ơi, bạn Cúc, bạn đó, mic bạn đó bị hư rồi cô ơi. Nãy bạn đó nhắn trên Zalo với nhóm em á cô, bạn đó từng nhắn em á cô. Mic bạn đó bị hư rồi. Đỗ Hoàng Kim Chi. Có. Nhưng mà có những cái công nghệ mới hơn, đài radio và máy nghe, máy hát sớm Um,
bắt đầu đưa piano và bạn khác mặt trận Nguyễn Ngô Quốc Hạ. Dạ có. Bắt đầu dịch lại từ đoạn 2 đi em. Dạ. Cô đợi em tí em mở file. Từ đoạn 2 cô. Nhưng một cặp công nghệ mới, radio và máy quay đĩa đã sớm bắt đầu đẩy đàn piano vào một sự thất vọng sâu sắc, vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Năm ngoái, người Mỹ chỉ mua 76.966 chiếc piano. Đó là mức giảm 75% trong khoảng thời gian mà dân số tăng hơn gấp đôi. Mọi người có thể yêu thích âm nhạc đến việc đăng lên để mua vui, dường như không cảm thấy cần thiết phải làm cho chính mình. Theo thống kê của cuộc điều tra dân số, chỉ có 7,3% người Mỹ trưởng thành đã chơi nhạc cụ trong 12 tháng qua. Ủa sao cái khúc này mà có vụ gì đăng lên ở trong đó vậy? Em dịch nhầm á cô. Rồi dịch lại as much as people may love music. Mọi người có thể yêu thích âm nhạc. Hầu hết trong số họ sẽ không cảm thấy rồi quay lại nè. But a pair of newer technology, cái từ pair là một cặp, cặp tức là hai đúng không, mà mình chuyển sang tiếng Việt mình á, mà mình cái gì mà nó không đi theo cặp, không có gắn như hình với bóng với nhau, mình dùng một từ cặp thì rất là kỳ. Bên tiếng Anh thì cái từ pair ngoài cái việc, ngoài những cái mà nó hay bắt buộc phải đi chung với nhau như là một chiếc, hai chiếc giày, chiếc trái, chiếc phải, thì cái từ dùng pair là bắt buộc rồi. Còn có những cái mà chẳng cần đi chung với nhau nhưng mà tại vì nó có hai thứ, hai món thì người ta dùng pair. Đó là như trong trường hợp này. Như vậy thì ở đây mình có thể dùng là, nhưng mà hai cái công nghệ mới là radio và máy nghe nhạc chẳng bao lâu đã bắt đầu đẩy đàn piano vào, cái hồi nãy bạn dịch disfavor là cái sự thất vọng, thì không phải, disappointment mới là sự thất vọng, còn disfavor là gì? Favor là sự yêu thích, favorite đó, favorite. Disfavor là không còn được yêu thích nữa, đã đẩy cái đàn piano vào cái chỗ là không còn được yêu thích nữa, mà cái điều đó vẫn còn cho đến ngày nay. Còn từ cái chỗ mà as much as nè, as much as people may love music, cũng giống như là người ta yêu thích âm nhạc, thì hầu hết mọi người lại cũng cảm thấy là cũng rõ ràng là không cảm thấy cái nhu cầu phải chơi nhạc, phải tự mình chơi nhạc. As much as tức là cái mức độ bạn thích nhạc rất là nhiều, bạn rất là thích nhạc, cái mức độ bạn thích là bạn rất thích, thì ở bên này bạn cũng thấy rất rõ ràng là ủa tôi đâu có phải cần cái tự chơi nhạc làm gì cho nó mệt. Thì một bên là cái việc là mình biết là mình thích, và một bên là cái việc mình biết là mình đâu có phải chơi, mình cảm thấy là mình đâu có cần phải tự chơi, mà mình nghe người khác chơi nhạc là cũng đủ rồi. Vậy thì cũng như cái việc là bạn thích nhạc, cũng như cái việc là người ta thích nhạc, thì người ta cũng rõ ràng thấy là họ không có cần thiết phải tự mình chơi nhạc. Rồi, đó là những cái của đoạn thứ 2 ha. Đoạn thứ 3 có bạn nào xung phong không?
có thì gọi thôi. À, Ngân Huỳnh. Bà Ngân Huỳnh có đây không? Dạ. Rồi, đoạn 3. Dạ cô, đoạn thứ 3 là... so sánh điều này với 17,5% người lớn hiện đang tham gia vào điều mà cục điều tra dân số gọi là nấu ăn cho vui, hoặc xem xét rằng 41% hộ gia đình có vườn hoa, 25% trồng rau và 13% trồng cây ăn quả. Mặc dù chỉ 1% người Mỹ sống trong trang trại ngày nay, giảm so với 30% vào năm 1920. Một lưu ý cá nhân hơn, các tác giả của chuyên mục này có một người chị gái. Điều hành một cửa hàng. Sự phát đạt, trong khi người kia kết hôn với một tín đồ dịch kim. Người có thể mua sợi trị giá $40 cho một chiếc khăn và sau đó dành 10 giờ để đan nó. Ngay cả khi lao động của cô ấy chỉ được giá $10 trên một giờ, chiếc khăn hoàng cổ có giá ít nhất là $140 hoặc cao hơn khoảng $100 so với một chiếc khăn là bằng máy tương tự có thể có giá. À, lại là một cái mà ngược nữa nè, my cost thì mình đưa lên phía trước so với một chiếc khăn mà dệt bằng máy bình thường. Một cái khăn tương tự mà được dệt bằng máy trị giá $100. Khi mà các bạn có sự chuẩn bị trước á, thì các bạn phải đảo câu đảo chữ cho nó phù hợp. Còn các bạn mới dịch có lần đầu à, thì cái thứ tự nó là như thế nào thì các bạn dịch y nguyên ra như vậy à. Thì khi mà các bạn dịch là cô biết là nhà có chuẩn bị trước hay không. Còn hoặc là có thể là có dịch trước nhưng mà các bạn không biết cái cách mà sắp xếp lại cái trật tự trong câu, thành ra là khi mà các bạn nói nghe nó không, nó chưa có được tự nhiên như kiểu là trong tiếng Việt mình ha. Rồi, đoạn này thì không có gì đúng không? Tức là bên trên người ta so sánh cái gì các bạn? Chỉ có 7,3% người Mỹ trong 12 tháng qua, chỉ có 7,3% là người Mỹ là chơi một cái loại nhạc cụ nào đó. Còn trong khi là 17,5% là nấu ăn nè, 41% là trồng hoa nè, 25% trồng rau, 13% là trồng cây ăn trái nè. Như vậy thì cái việc mà âm nhạc này nó nhỏ hơn những cái này rất là nhiều ha. Rồi, knitting, a way to relax. Đang móc là một cái hình thức để thư giãn. Trần Thị Trúc Lê, đoạn 4 Lê ơi. Dạ. Cô là đang là một cách để thư giãn. Nó không phải là điều khó hiểu khi mà rất nhiều người Mỹ trung niên chi tiêu rất nhiều thời gian và tiền bạc của mình để lao động chân tay khi họ không phải là người cần, cũng như đầy không cần phải như thế. Dạ, không cần phải như thế. Cũng như đài phát thanh và máy quay đĩa được chứng minh là thay thế mạnh mẽ cho đàn piano, sức mạnh của công nghệ đã giảm bớt rất nhiều gánh nặng cho việc ăn và quần áo của chính chúng ta. Vì vậy, những gì với đan lát, làm vườn và nấu ăn cho vui, tại sao một số hình thức lao động nặng nhọc lại tồn tại như sở thích, trong khi những người khác đã
bị giết hả cô? Chưa có, là gì? Là biến mất. À, bị biến mất. Vì ví dụ như chúng tôi không thể nghĩ về một người độc thân khi phát minh ra máy giặt và thực hành giặt quần áo cho vui. Rồi, chỗ này lại là một cái chỗ mà cần phải chỉnh trật tự lại nữa nè. Nó mới dễ hiểu. Bên trên mình đang nói về cái chuyện gì nè, đang móc đúng không? Đang móc nó đang phát triển. Như vậy thì người Mỹ vẫn rất là thích đang móc. Và như vậy thì còn về cái công nghệ nó đã thay thế rất là nhiều cái việc mà feeding, tức là cái việc làm sao để mà có thức ăn để ăn uống á, cái việc nấu nướng á, và cái việc ăn mặc, có thể là từ giặt giũ rồi này kia đó. What's worth? Vậy thì còn cái gì đó thì sao? So what's worth all the knitting, gardening and cooking for fun? Vậy thì còn tất cả những cái thứ này thì sao? Rồi, ví dụ chúng ta không thể tìm ra, can't think of, không phải là không thể nghĩ về, mà là nghĩ về, khi các bạn nói không thể nghĩ đến, nghĩ về có nghĩa là cái đối tượng đó nó có. Còn ở đây cái ý là hiện giờ cái đối tượng này không còn xã hội, nó bạn không có tìm đâu ra đó. Ví dụ như bây giờ bạn không thể tìm ra được một cái người độc thân nào mà giặt giũ cho vui. Kể từ cái ngày mà có máy giặt xuất hiện, có sự xuất hiện của máy giặt. Cái cụm mà since the invention of washing machine, người ta chen giữa vô đây để cho cái câu nó suông về mặt ngữ pháp. Nhưng khi các bạn dịch thì cái chỗ mà a person who, who thì nó phải đi liền với cái động từ của nó luôn là who practices. Mình không thể, ngày nay mình không thể tìm ra một cái người độc thân nào mà còn giặt giũ cho vui. Kể từ cái ngày mà máy giặt đó đã được ra đời. Rồi đoạn kế tiếp ha. Lê Thị Mỹ Linh, đoạn 5. Dạ em. Ok. Dịch đoạn 5 đi em. À, dạ thưa cô, là các nhà kinh tế đã cố gắng trong nhiều thập kỷ để đo lường thời gian giải trí của mọi người và cách họ sử dụng nó, nhưng đã có sự đồng thuận nhỏ đáng quý. Điều này một phần là do thật khó để nói điều gì tạo nên sự nhàn hạ, và một phần là do các số liệu về thời gian nhàn rỗi trong những năm qua không được đồng nhất cho lắm. À, như vậy thì cuối cùng là sự đồng thuận này nó làm sao, nó lớn hay nó nhỏ? Cái sự đồng thuận, cái consensus này nè, nó lớn hay nó nhỏ? Cô là nhỏ. À, tức là rất có, rất là ít. Hiếm hoi. Đây, cái từ precious này nha các bạn. Cái từ precious này nè, nó có nghĩa là đáng quý nè. Nhưng mà nó cũng có nghĩa là không bình thường nè. Nó cũng có nghĩa là thể hiện cái gì đó mà bạn không thích. Used to express dislike or anger. Nó có nhiều nghĩa lắm. Ở đây mà bạn quốc cái nghĩa là đáng quý là nó không có hợp lý. Nhưng mà ở đây là nhấn mạnh cái việc là rất là ít nè. Nhưng mà lại có vô cùng ít cái sự đồng thuận về cái vấn đề này. Rồi, điều này là do, là thật là khó nói là cái gì cấu thành những cái hoạt động leisure, những hoạt động thư giãn, và một phần là bởi cái thước đo cái sự vui vẻ thư giãn này trong những cái năm qua thì nó cũng không có được ổn định. Có năm thì vui vẻ là như thế này, có năm thì vui vẻ lại là như thế khác. Rồi, bạn kế tiếp nha, đoạn thứ 6, Trần Thị Lan Phương. Dạ, Lan. Dạ có. Dạ có. Thưa cô, đoạn thứ 6, các nhà kinh tế học thường tách biệt các hoạt động hàng ngày thành ba mục. Ba nhóm. Công việc thị trường, sản xuất tại nhà và giải trí thuần túy. Cái công việc thị trường là sao? Thưa cô,
Em cũng không biết nữa. Người ta giải thích ra đó, which produces income. Đây, không tra từ vựng nha. Market. Market là chợ là thị trường, mà ghép vô làm sao hiểu được. Market là chợ là thị trường là cái gì? Là tạo ra thu nhập ạ. Là cái việc mua bán, tức là cái người này có làm business, có mua bán, nói nôm na là mua bán từ nhỏ đến lớn ở các cấp độ khác nhau á. Cái nền kinh tế thị trường có nghĩa là nền kinh tế mà có mua với bán, chứ không phải là nền kinh tế dịch vụ. Ví dụ như các bạn coi ở đây nè, người ta nói kinh tế thị trường thì hiểu, nhưng mà nói công việc thị trường thì lại là không có, người ta sẽ không hiểu nó là công việc gì ha. Là công việc mà tham gia vào công việc trading and selling, tức là mua bán đó. Mua bán có nghĩa là có tạo ra được income, tức là có thu nhập. Này là làm là để kiếm tiền nè. Home production là làm những công việc ở nhà. Unpaid course là những công việc không được trả lương nè. Người ta có giải thích nè. Và pure leisure tức là giải trí thuần túy túy thôi. Rồi tiếp đi em. Sorry, bắt đầu từ chữ how. Vậy chúng ta phân loại đan lát, làm vườn và nấu ăn bằng cách nào? Mặc dù việc chuẩn bị bữa ăn ở nhà chắc chắn có thể rẻ hơn nhiều so với việc ăn ở ngoài, và do đó được xem như sản xuất tại nhà. Vậy còn yếu tố nấu ăn cho vui thì sao? Xong rồi. Trong vậy thì nấu ăn thì như thế nào, đúng không? Nấu ăn đan lát thì như thế nào? Trong khi cái việc mà preparing meals có thể là cheaper than dining out. Thì cái ý mà cheaper than dining out này là nó hàm ý gì đây các bạn? Rẻ hơn đi ăn ở ngoài. Vậy thì có nghĩa là cái gì? Mình lời ra được một khoản đó chứ, đúng không? Thay vì bỏ ra đi ăn ngoài đường là 10 đồng, bây giờ mình về nhà mình nấu ăn có 7 đồng mà. Vậy thì cái phần rẻ hơn là cái phần mình kiếm được đó. Coi như là cái này nó cũng liên quan đến yếu tố tiền bạc đó. Bạn đang tiết kiệm tiền đó. Thay vì kiếm ra làm ra cỏ này bạn bớt xài lại là cũng là cái việc mà liên quan đến tiền nong đó. Mà đồng thời thì nó cũng được coi là home production, là công việc nhà, unpaid course. Mà cũng có những người, người ta lại coi cái việc preparing meals này là cooking for fun, là một yếu tố mà nấu ăn cho vui. Như vậy thì cái việc này sẽ xếp nó vào nhóm nào? Các nhà kinh tế thường hay chia những cái hoạt động hàng ngày đó thành ba nhóm, là nhóm làm kiếm tiền, nhóm làm việc nhà, nhóm việc nhà và cái nhóm mà giải trí thuần túy. Nhưng mà bây giờ nói đến cái việc đơn cử là việc nấu ăn, phải xếp nó vô nhóm nào? Nó cũng kiếm ra được tiền là bằng cách là giảm chi tiêu. Thứ hai là nó cũng là nhóm course, việc nhà, mà đồng thời có khi cũng thấy vui với nó. Vậy thì xếp nó vô đâu bây giờ? Bắt đầu khó trong cái chuyện là xếp những cái hoạt động này vào nhóm nào. Đoạn thứ 7, Trương Trần Mỹ Tiên. Ở đây không Tiên ơi? Đoạn thứ 7. Trong một nỗ lực để giải quyết các vấn đề như là vùng để giải quyết các vấn đề như vậy, các nhà kinh tế học về là như vậy. Như vậy là sao? Vùng sáng. À, thôi được rồi, cô mời bạn khác. Võ Anh Kha. Dạ nghe. Vậy Kha. Trong nỗ lực giải quyết những vấn đề chưa được xác định, các nhà kinh tế học Valerie Grammy và Neville Francis đã phân loại một số hoạt động tại nhà là lao động và những hoạt là lao động và những
và những hoạt động khác là giải trí. Trong các bài báo gần đây, A Century of Work and Leisure, họ đã thực hiện một cuộc khảo sát về việc sử dụng thời gian ở năm 1985, trong đó mọi người xếp hạng mức độ thích thú của họ đối với các hoạt động khác nhau trên thang điểm từ 0 đến 10. Đan Mát làm vườn và nấu ăn nằm ở mức trung bình với số điểm là 7.7, 7.1 và 6.6. Với số điểm tương ứng là 7.7, 7.1 và 6.6. Những hoạt động này được xếp hạng tốt sau một số hoạt động yêu thích, chẳng hạn như cho thể thao và câu cá, đạt 9.2 và 9.1, nhưng vượt trội hơn so với thanh toán hóa đơn, dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ, 5.2, 4.9 và 4.8. Ok, rồi ở đây là mình nói cái hồi nãy mình nói cái gray area là cái chỗ mà cái ranh giới giữa cái gì đó nó không có rõ ràng, nó còn nhập nhằng, nó mập mờ, màu xám thì nó đen thì nó không đen, mà nó trắng thì nó không trắng, nên nó là sự pha trộn giữa đen và trắng, thì nó sẽ ở giữa, nó sẽ là vùng xám, đúng không? Vậy thì cái này là cái sự mập mờ này ở đâu? Giống như hồi nãy mình nói là cái việc mà không biết xếp cái hoạt động mà nấu ăn vào cái mục nào, cái category nào, cái definition nó chưa có rõ. Như vậy thì ở đây, trong cái nỗ lực là để giải quyết cái sự nhập nhằng này, cái sự không rõ ràng này, thì không rõ ràng là không biết chia những cái hoạt động này vào nhóm nào đó, thì hai cái nhà kinh tế học này mới bắt đầu chia ra làm hai thể loại, một là labor và hai là leisure. Rồi họ mới tiến hành các cái nghiên cứu. Còn cái chỗ này well behind, hồi nãy bạn dịch là cái gì cô quên rồi nè bạn trai ơi, em dịch cái well behind này là sao? Khá tốt. Không phải là khá tốt. Không phải là khá tốt. Well behind. Chúng xếp hạng ở bên trên này là gì nè? 7.7, 7.1, 6.6 đúng không? Rồi ở dưới này nó xếp sau cái gì? Sau những cái hoạt động như là sports fishing là tới 9.2, 9.1 nè. Như vậy thì cái well behind là đằng sau, chúng xếp sau những cái hoạt động này. Sau những cái hoạt động như là sport fishing nè là 9.2, 9.1 nè, thì cái này chúng xếp sau là 7.7, 7.1, 6.6. Nhưng mà well behind xếp sau mà xếp sau như thế nào? Sau khá là xa. Well behind thì từ well ở đây không có nghĩa là tốt, mà nó bổ nghĩa cho cái tính từ mà nó đi phía đằng sau nó, xếp sau nhưng mà sau như thế nào. Ví dụ như nó right behind là xếp sau, ví dụ như cái này 9.2, 9.1 thì cái kia bám sát nút là 8.8, 8.9 thì cũng vẫn gọi là xếp behind, nhưng mà là right behind. Còn cái này từ 9.2, 9.1 mà xuống một phát luôn là tới 7.7, 7.1 và 7.6. Như vậy thì cái này gọi là well behind. Xếp sau khá là xa. Xếp sau cái gì đó khá là xa. Thì chữ well này là như thế chứ không phải là tốt ha. Rồi đoạn 8. Đoạn thứ 8. Nãy giờ còn bạn nào chưa gọi không? Cá Uyên. Dạ, bạn có. Dạ, thưa cô là... những người ở đây đã... Nó có sự khó khăn. Ramey và Francis quyết định rằng bất cứ một điều gì đó hoặc là có trên 7.3 là giải trí, trong khi dưới một cái bất kỳ gì đó là sản xuất tại nhà. Dan Lát do đó là một nhóm giải trí, làm vườn và nấu ăn là không có. Những người lãnh đạo của họ đã tính toán rằng chúng tôi sử dụng ít thời gian để làm công việc thị trường ngày nay hơn là làm vào năm 1900. Nhưng mà sử dụng nhiều thời gian hơn là sản xuất tại nhà. Những người đàn ông thường thấy thì họ đến thăm ông bà của họ
ở trang trại nhỏ. Tác giả ở đây gần đây đã mua cái Trang ơi, qua cái đoạn 12 rồi. Đoạn 8 là nó sẽ nằm cùng trang, nó sẽ nằm lên đây nè. Dạ. Em lộn rồi cô. Những người đàn ông thường thấy là họ đã xây dựng cái có thể xây dựng cái từ này em không biết cô. Rồi, cái đoạn này cô dịch lại nha. Bạn này dịch còn sai nhiều. But here's where it gets tricky. Ở bên trên này nói là hai cái nhà kinh tế học này bắt đầu phân chia ra theo số điểm. Nếu người ta thích cái gì đó từ cái số điểm mấy tới số điểm mấy thì nó được gọi là leisure. Cái độ yêu thích cái công việc mà họ làm, những cái việc mà họ làm á. Nếu mà 7.3 này làm cái mốc này, nếu như mà họ cảm thấy cái việc đó mà họ thích nó, mà trên họ chấm điểm cho nó là trên 7.3 thì nó sẽ được gọi là leisure. Còn nếu mà cái công việc đó hỏi là anh làm nhưng mà anh có thích không, cái mức độ yêu thích của anh đến việc này là bao nhiêu, thì nếu mà dưới 7.3 thì nó được gọi là, nó là công việc, nó là labor nè, labor nè, còn kia là leisure. Đó, nó phân chia ra ở cái mức này, ở cái mốc này. Như vậy thì hai nhà kinh tế học này chia theo kiểu này, cho nên nó sẽ dẫn đến một cái việc là cái gì? But here's, nhưng mà bắt đầu từ đây, đây là cái chỗ mà mọi việc trở nên trouble, trở nên khó hiểu, trở nên khó khăn. Tức là tưởng là chia theo số như vậy là nó sẽ dễ. Cứ trên 7.3 là leisure, anh thích nó thì nó là leisure, mà còn anh không thích thì nó là production, là labor. Nhưng mà thực tế không phải. Nhưng mà bắt đầu từ đây, nhưng mà đây mới là cái chỗ mà gây ra rắc rối. It gets tricky. Gets tức là bắt đầu một cái gì đó. Ví dụ như bên ngoài mình ngồi ở trong nhà, mình nhìn ra bên ngoài mình nói là it's getting dark. Trời đang tối dần kìa. Thì ở đây it gets tricky. Bắt đầu từ chỗ này là mọi việc bắt đầu khó khăn. Trong việc gì đây? Rami và Francis quyết định là 7.3 là leisure đúng không? Dưới đó, dưới 7.3 tức là đổ ngược về phía này thì là production, là làm việc rồi. Như vậy thì knitting nè, do đó knitting là cái việc đan lá, nó lại nằm makes the rate as leisure, cũng có cùng cái điểm với cái việc là thư giãn. Trong khi đó gardening và cooking thì lại không. Các bạn nhìn lên cái bảng này coi nè. Knitting thì là lại được 7.7. 7.7 là qua khỏi cái trục này rồi đúng không? 7.7 là qua khỏi trục này rồi, vậy thì nó được tính là leisure. Trong khi đó gardening mới được có 7.1 à, là chưa tới cái trục này, chưa tới cái mốc này. Vậy thì gardening được tính là việc làm chứ không phải là leisure. Cooking cũng vậy, 6.6, vậy là chưa tới cái mốc để mà gọi được gọi là leisure. Vậy thì nó vô lý, trong khi knitting, gardening, cooking đều là những cái việc mà người ta có thể làm, mà người ta vui vẻ làm như là một cái sở thích. Nhưng mà knitting thì được, còn gardening thì không được. Đó, trong bắt đầu là thấy là cái cách chia này nó không ổn. Điều này, leads ở đây là động từ. Cô nhớ hồi nãy bạn Uyên dịch cái này nó ra là lãnh đạo, không phải leaders mới là lãnh đạo. Còn cái này, it's leads them. Điều này khiến cho họ, dẫn họ tới cái việc gì đó. Dẫn họ tới cái việc là, điều này khiến cho họ tính là, rằng họ đã chi ít thời gian để làm việc hơn là trong những năm 1900, nhưng mà lại dành nhiều thời gian cho cái việc nhà hơn. Đó, chính vì cái mốc chia nó không có chính xác, nó không có đúng, cho nên dẫn đến cái việc nhận xét là nó cũng không có đúng. It seems có vẻ như nam giới đã đóng góp cực kỳ lớn vào cái sự gia tăng này. Trong 1920 thì những người đàn ông mà thất nghiệp dành 2 đến 3 tiếng một ngày để làm cái home production, là những cái công việc ở nhà. Nhưng mà đến năm 1965 á, thì họ trải qua cái việc đó trung bình là 11 giờ. Và
đến năm 2004 là 16 giờ. Hai đang nói về cái việc là việc nhà. 1920 là 2 đến 3 giờ. 1965 là 11 giờ và 2004 là 16 giờ. Đoạn số 9 và số 10 luôn, số 9 nó ngắn ngủn ha. Số 9 Trương Trần Mỹ Tiên. Dạ. Đoạn 9 và đoạn 10. Nhưng có bao nhiêu trong số những giờ sản xuất tại nhà trên thực tế là giờ nhàn rỗi và hoạt động giải trí? Là hoạt động giải trí. Điều này có vẻ như câu hỏi thực sự ở đây. Phải dịch không được rồi. Không phải điều này có vẻ như chừng nào mà this seems còn này this phải rồi it seems nhớ cái gì phải mà bỏ ngắn bỏ giữa là mang ra đầu câu. Điều gì khiến một sự thành thạo nhất định có hiệu quả với một người và giải trí cho người khác? Ủa, câu ở trên cô nói là em chưa có sửa lại xong mà em đã đi qua cái phần phía sau dấu hai chấm rồi. This is you. À, câu hỏi đây. Rồi, cô mời bạn khác nè. Trịnh Thị Quyền Trang. Trịnh Thị Quyền Trang vắng phải không? Nguyễn Phạm Mai Trinh. Vắng luôn. Dạ, Mai Trinh có. Rồi, Mai Trinh. Dịch lại từ cái chữ this, it seems. Cô là điều này dường như là một câu hỏi... Thật sự ở đây là điều gì đã làm cho hoạt động điều gì làm cho một hoạt động cho một người và công việc rảnh rỗi cho những người khác? Cái chỗ này mà sao mấy đứa cứ gắn cái chữ this vô cái chữ seems không vậy ta? It seems to dịch. Mang nó ra ngoài đầu câu, có vẻ đây là câu hỏi thực sự. Có vẻ câu hỏi thực sự là ở đây, có vẻ đây là câu hỏi thực sự. Cái điều gì khiến cho một cái hoạt động làm cái hoạt là sự lao động đối với người này mà lại là sự giải trí đối với người khác? Là đối với một số người thì việc nấu ăn, nấu nướng lại là công việc, nhưng mà đối với một số người khác thì nấu ăn lại là leisure, lại là một trong giải trí. Thì cái việc gì, cái điều gì đó nó quyết định là cái hoạt động nấu ăn này là công việc hay là giải trí đối với từng người? Thì cái gì, cơ sở thế nào để mình quyết định cái điều đó? Số 10 Trần Đỗ Thanh Vi. Dạ, với không một sự tôn trọng cho dành cho Remy and Francis, như thế nào cho việc thay đổi một định nghĩa? Khi nào bạn nên được trả tiền? Khi nào bạn được trả tiền thì nó là công việc, còn khi nào những người khác nói với bạn làm nó và unleash, và nếu bạn chọn để làm nó cho bản thân, nếu bạn là một trong những kiểu người
Mao do Âu Lon Even là gì cô? Ở nhà không coi bài hát mấy đứa ơi. Sao bữa nay dịch cái gì mà ngắt ngát lứa từ đầu giờ giờ vậy? Bạn nào cũng vậy hết vậy? Mua sách mua dở chưa? Không mua thì phải share với nhau như thế nào đó. À nói mới nhớ nữa, tuần rồi nhiều bạn còn nhắn tin hỏi cô là cho các bạn file sách. Rồi cô mới hỏi là có đi học không mà giờ hỏi cô cái điều này. Là dặn từ đầu giờ là đầu kỳ là cô chỉ cho unit 1 thôi, rồi qua đến tuần sau là cô nói các bạn mua sách rồi, tới bây giờ không có luôn. Bây giờ ngày hôm nay dịch cái gì mà rạc rạc rẹo từ đầu giờ đến giờ. Không có đứa nào mà dịch cho suôn sẻ đó. Bây giờ còn hỏi cô nó là cái gì nữa. À, đem dịch lại cô ơi. Không có sự thiếu tôn trọng nào đối với Rami và Francis. Còn điều này thì sao cho một định nghĩa thay thế? Không, em dịch ở nhà rồi mà tại em tới đọc quên thôi. Dù bạn có được trả lương hay không thì việc người khác bảo bạn làm việc đó là việc làm và giải trí. Và giải trí nếu bạn chọn tự làm. Nếu bạn là kiểu người thích tự cắt cỏ của mình mặc dù bạn có đủ khả năng trả tiền cho ai đó làm việc đó, hãy cân nhắc xem bạn sẽ phản ứng như thế nào nếu hàng xóm của bạn đề nghị trả cho bạn mức phí để cắt cỏ của anh ấy. Tỷ lệ cược là bạn sẽ không chấp nhận lời đề nghị làm việc của anh ta. Cô cần các bạn đọc dịch chậm chậm lại để cho mọi người cùng hiểu luôn. Các bạn dịch mà như lướt sóng như vậy đó, mọi người nghe cũng không hiểu mà có sai cũng không kịp ghi chú lại luôn nữa. Lần sau dịch thì chậm lại. With no disrespect. Ở đây là no và this là hai cái ngược nhau, hai cái đều là phủ định đúng không? Không có ý, không tôn trọng. Rami và Francis không có ý xúc phạm hai người này. Nhưng mà thử một cái định nghĩa khác xem sao. Chúng ta hãy thử một cái định nghĩa khác là cái định nghĩa về cái việc mà phân chia giữa cái labor với lại cái leisure đó. Thì cho dù là bạn có được trả tiền hay không, ở đây tức là tôi sẽ không tính đến chuyện là tiền. Cho dù bạn có được trả tiền hay không thì đó sẽ là công việc nếu như ai đó bảo bạn làm. Và đó sẽ là leisure nếu bạn tự bạn làm công việc đó vì bạn, cho chính bạn. Vậy thì ở đây không, cái định nghĩa của cái ông này, của tác giả này là không liên quan đến tiền, mà nó lại liên quan đến cái việc là ai bảo các bạn làm. Nếu như người khác yêu cầu bạn làm thì đó là work, còn nếu mà bạn tự chọn để bạn làm thì đó là leisure. Nếu bạn là cái loại người, cái kiểu người mà thích tự cắt cỏ cho nhà mình, even though, even này nó đi chung với đồ, cho dù là bạn có thể chi tiền để nhờ ai đó làm, thì bạn hãy xem xét thử xem bạn sẽ phản ứng như thế nào nếu như ông hàng xóm đề nghị bạn trả cho bạn cái mức giá hiện hành để cắt cỏ cho nhà ổng. Thì chắc chắn là bạn không có làm cái việc đó. Trong trường hợp này bạn cắt cỏ là vì bạn cắt cái bãi cỏ của nhà mình là bởi vì mình muốn tự mình làm. Cho nên nó là leisure. Còn nếu mình tưởng tượng ra đi, nếu bọn giờ ông hàng xóm ổng kêu mình làm để ổng trả tiền, mình có làm không? Không. Bởi vì mình cái việc này đối với mình chỉ là leisure thôi. Vậy thì ở đây tác giả này đưa ra một cái definition mới là work sẽ là công việc nếu như ai đó yêu cầu bạn làm. Bạn làm theo cái yêu cầu của ai đó thì đó là work. Còn nếu như bạn tự bạn làm để cho vui, cho chính bản thân mình vì mình thích thì cái đó là leisure. Cái động cơ, cái tác nhân mà nó khiến cho bạn làm cái việc đó. Bây giờ mình còn khá là dài qua tới trang này, là hôm nay không kịp rồi. Vậy thì hôm sau sửa tiếp nha. Hôm sau thì mình dịch cái bài này và mình coi như là nợ lại phần này đó. Và các bạn phải chuẩn bị luôn từ vựng của cái bài reading số 2. Cố gắng trong hôm nay, một số bạn mà chưa có sách đó, thì hỏi xin đi, cô nhớ là lớp này hay lớp kia. Nhưng mà có nhiều đứa rất là tử tế là nó mua được cái code xong rồi về nó nói là để nó share cho các bạn, thì các bạn tự động liên hệ với nhau ha. Chứ không có sách là các bạn cứ ấp áp uống theo kiểu này là các bạn thấy là hôm nay mình làm không có xong. Không thể nào xong bài được hết nếu các bạn không chuẩn bị trước.